Song Vũ, có lẽ khán giả cũng rất là mãn nguyện trong không khí ngày hôm nay, và Vũ Như Vũ đã chứng minh được tài năng đó. Vũ ơi, tới đây em. Xin mời ban giám khảo. Trước hết thì chú phải cảm ơn Vũ nữa, là Vũ lại cho chú nghe một bài hát Việt Nam nữa. Một bài hát Việt Nam rất là hay và cũng rất là khó thể hiện ở một ca sĩ nhí, một độ tuổi như cháu, mà có một cái giọng hát để có thể luyến lái được vào những cái quãng khó như vậy. Chú cũng cảm thấy mình rất là an lòng, bởi vì chú là một trong những người đầu tiên đưa cháu vào vòng chung kết nhóm bốn người này. Hôm nay cháu đã chuẩn bị cho mình một cái thể lực khá là tốt, cho nên giọng hát rất là chắc khỏe, đặc biệt là lên những khoảng cao rất là khỏe.
và cháu đã có bản lĩnh trình diễn như một ca sĩ rất là thành thục. Chú cảm thấy là trong cái vòng thi này mỗi một người chỉ được thi tham qua tham được tham gia qua có 4 lần thi thôi, thì chỉ có 4 lần rất là ít ỏi mà cháu đã trưởng thành rất là rõ ràng. Từ một cái vòng loại cho đến vào vòng trong này thì cái sự trưởng thành của cháu nó mỗi lúc nó một dày dặn hơn, và chú rất là yên lòng về điều đó. Và nói một cách khác là nếu cháu sẽ là người chiến thắng thì chú rất là tự hào khi là người đã đưa cháu vào top 4 người này. Cảm ơn cháu. Cô vô cùng hài lòng về phần trình diễn của cháu. Có lẽ là ở vòng chung kết 2 thì cháu đã chọn một cái ca khúc nó chưa được vừa sức của mình, nên đã lộ một số những cái nhược điểm của mình về lúc hát. Nhưng hôm nay cháu thể hiện ca khúc này thì rất hoàn hảo. Và cô không ngờ là cháu thể hiện một cách tình cảm và có hồn đến mức như vậy. Và có lẽ trong 4 vòng thi của cháu thì ngày hôm nay là ngày mà cháu thể hiện xuất sắc nhất. Cô rất thích, cô chúc mừng cháu. Với cô Hạnh rằng là tiết mục hôm nay của cháu là tiết mục xuất sắc nhất của cháu từ lúc mà chú gặp cháu tại Việt Nam Got Talent. Mọi người cứ tưởng rằng là cái bài hát đầu tiên mà cháu trình bày, mà cái bài hát mà cháu đã từng nổi tiếng ở trên YouTube đó là sở trường của cháu, nhưng không phải, đây mới là sở trường của cháu. Cái bài hát hôm nay cháu chọn rất là vừa phải với cái giọng của mình cháu hát. Tất cả những cái sở trường của cháu đều được thể hiện, giọng hát vang sáng, hát rõ lời. Và lúc đầu, phút đầu vào thì chú hơi lo một chút là cái bài hát này có thể lại quá sức với cháu. Nhưng càng về sau thì chú càng ngồi thưởng thức nó một cách trọn vẹn hơn, bởi vì chú hoàn toàn không để ý gì nữa đến vấn đề đấy cả. Đó là chính là cái mà rất là thuyết phục trong cái phần trình diễn của cháu. Không còn lời nhận xét nào tốt hơn của ban giám khảo dành cho thí sinh.